Hôm nay bằng phần câu của tao và tuôn dự. Ok, bây giờ tao đáp thật bình tĩnh. Thằng lồn này nói cái gì là hình sự. Tao 141 đập luôn thằng hình sự. Cho mày biết tại sao tao luôn luôn là dữ nhất. Ok, bây giờ thứ mày nói là dữ chất. Bây giờ do về nhà mà giữ sức. Đấu với tụi tao mày không bao giờ có trình. Bây giờ giết mày, giết mày trong ở chó đình. Ok, bây giờ chửi mày gì đây. Mặt lồn mày gây chính xác là nhây hờ. Ok, bừng mày đấm vào đầu mày chắc chắn là không có. Ok, bây giờ giết mày. Ở đây thì tao ngồi ghế quan thịnh, chắc cái đầu chọc như là Phật tử. Tao thì ở đây thì tao đi trừ khử. Má mày tao biết bả chính là tặc nữ. Bởi vì thế nên tao bả kêu tao cặt dữ. Nên cho mày biết là tao sẽ biết nè. Tao biết mày quen gái trên ô la 113 gọi lại tao alo. Bắt cái chó này về đồn vì nó ma cô. Tao sẽ biết mày cái thằng lồn như mắt kiến. Cộng với đôi dài nhìn mày tao khắc nghiến. Mấy thằng gì đéo phải khác mày, chính là nó đụng mẹ mày. Tao đang chửi mày đó, quỳ xuống đây và tao đạp mặt mặt lồn mày. Chắc chắn là ăn cái đế vậy, hôm nay tao sẽ bỏ phế mày. Chắc chắn hôm nay vần tao không có chế này. Ok, bây giờ quỳ xuống thỉnh tao. Ok, trình mày ngu như lồn mà chỉnh tao. Cho mày biết tao là lý tưởng. Chắc chắn mày là thập nương tao lý tưởng. Thằng lồn mày tập thương. Ok, bây giờ tao sẽ cho mày chập hương. Mày không biết đâu, đấm cho mày đầu trên bàn thờ. Đó là bát hương hôm nay cho mày luôn một cái lưu hương. Bây giờ nói mày là chính là ngu đường. Ok, mặt mày nếu có gì thương. Nhanh Tao rap mày rap cái gì mà nghe mùi như là cái cộng hành. Tao biết là mày khe nên mày bỏ vô tủ đông. Mày là Kim Ngọc Thành, tao là Mao Trạch Tông. Để tao nói cho mày biết, mày 8 đời và 9 tông. Tao sẽ xây dựng chế đại, bắt mày vô cái chỗ chạy. Để mày biết rằng từ nhỏ rõ ràng là mày không có chức ai. Không biết được. Không biết được.